đủ. Em ấy đứng chờ sẵn thì kìa. Lai ca cà phê. En nhón, hai xe vô. Ờ, mi a nè. Mi a nè là xin lỗi đúng không? Em ở 276 Trần Não đúng không? Đúng rồi, em đang đứng đợi này. Ồ, đứng đợi luôn hả? Anh tính gọi để kêu em xuống trước. Anh 30 giây nữa anh tới liền nha. Ok, okay, okay. Nha. Ok, ok. À, em ấy hẹn 7 giờ rưỡi đón em ấy ở 276 Trần Não anh em ơi. Nhưng mà kiểu nãy giờ mình gắn cái cam á, cho nên nó hơi tốn thời gian. Chào anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Thì không hiểu sao là em ấy lại kêu mình đón ở đây anh em ơi. Tại vì nhà em ấy ở bên kia mà mình nói là có đi á, thì kêu anh đón từ ở bên kia luôn. 276. À, cái quán cà phê Laika. Ồ, lố rồi. Đã trễ mà còn chạy lố nữa anh em. Tôi buồn, tôi thiệt chứ. Cảm ơn anh 16 chỗ quay đầu. Cái có đường cho mình quay đầu. À đù, em ấy đứng chờ sẵn thiệt kìa. Like cà phê. En nhón, hai xe vô. Ờ, mi a nè. Mi a nè là xin lỗi đúng không? Xin lỗi đúng không? Đúng rồi. Ờ, xin lỗi vì tới trễ nha. Sao? Hình xa này đó. Không sao. Được chưa? Dạ rồi. Dắt này về nhà hả? Dạ. Ok, em biết đường rồi. Mới cà phê à? Dạ đúng rồi. Lần sau có kêu anh đón thì cứ ngồi trong đó đi. Tại vì anh điện như vậy á là thường thường là anh gần tới anh điện, tại anh sợ em cho anh chờ á, anh điện em đi xuống là vừa. Trời ơi, lo gì em có để ai phải chờ em đâu. Người hả? Đúng rồi. Đúng là người nước ngoài có khác. Ở này anh nói nhỏ với em thôi nha. Dạ. Gái Việt Nam á là con trai phải tới chờ 15 tiếng đồng hồ. Ở lộn 15 phút. Nhưng mà cứ hay nói vui là chờ mười mấy 20 tiếng á. Thế con gái Việt Nam vậy á. Nhưng mà không phải là nói xấu, nhưng mà đa số. Ví dụ như anh chở 10 khách nữ người Việt Nam đi ha, là không có khách nào mà xuống chờ anh sẵn hết á. Toàn là tới rồi gọi mới xuống không à. À, chỉ có em thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ có em thôi. Thôi mình đi đường này đi. Ủa mấy anh tài xế khác em cũng vậy hả? Dạ đúng rồi. Buồn thiệt chứ. Em tưởng đâu là cái điều đó em chỉ dành cho riêng anh thôi. Nhưng mà từ lúc lần đầu em đi ngồi xe cùng với anh là em có gọi ai để người khác để chở em đi đâu. Gì hả? Ờ. Cái anh đó đi qua vũng nước rồi rớt cái gì. Rồi luôn cái vũng đó là sao mà mò trời. Anh đi cẩn thận. Trời mưa quá mà. À đúng rồi. Sao hồi sớm không kêu anh đón?
Giờ sớm trời mưa nên là em bắt ô tô đi. Nhưng mà cái lúc về thì hết mưa nè, nên là em mới gọi anh đi. Lúc này hết mưa cái lại kêu anh trở về. Đúng rồi. Vậy giấc này mưa cái là em bỏ anh em qua đặt cái lắp ô tô em đi hả? Không phải, do sợ mắc mưa bệnh rồi sao? Thì đó, thì ý anh là giấc này đang đi này trời mưa cái là em bắt ô tô em về em bỏ anh chơ vơ một mình đúng không? Đâu có đâu. Yên tâm nha, nè áo mưa hai cái. Quá chu đáo. Ba cái lận. Có một cái để ở trong bếp nữa. Trong cấp xe, trong cấp xe. Trong cấp xe. Thiệt, ở trong cấp xe, tại vì áo mưa này là áo mưa một lần á, cho nên là cứ khách mà mặc xong là anh giục luôn. Anh để trong bơ cớp, trong cớp cái áo mưa mới. Tại vì anh luôn muốn khách hàng của mình là trải nghiệm những cái mà nó dịch vụ nó xấu sao á. Xấu sao. Em có muốn mặc áo mưa không? Thôi, mình chưa mưa mà. Nhưng mà nói gì nói mấy anh đi ô tô vẫn ok hơn mấy anh đi xe máy đúng không em? Không, sao em thấy có gì đâu, mấy anh đi ô tô còn không nói chuyện gì hết. À vậy hả? Đúng rồi, chả vui. Chả vui. Bên Hàn Quốc làm gì có cái vụ mà ngập giống vậy đúng không? Cái này là ngập ít á, gặp mà mưa mà ví thử như mà mưa tầm 3 tiếng đồng hồ ha là em phải dở cái chân lên. Chứ em để cái chân ở đó là ướt nhẹp luôn á. Nhưng mà nói nha, mấy anh đi ô tô trời mưa ở đường Sài Gòn này cũng không có đi được đâu. Tại ngập là chết máy đâu chạy được. Có xe máy như này nè là ngập vẫn chạy được. Bữa nào mà mưa to to đi, em cứ kêu anh đi, anh bào cho em coi. Trời ơi, anh hay quá. Không phải hay cái đó, gọi là khả năng của chiếc xe thôi. Ví dụ như mấy cái xe nhỏ nhỏ này ha, là dễ bị chết máy. Có cái xe của anh là nước cao 1 mét nó vẫn không chết máy. Là nó dừng lại hả? Nước cao 1 mét nó vẫn không chết máy. Là nó dừng lại. Nó không chạy được nữa hả? Nó vẫn chạy được chứ. Không, nãy giờ anh nói là thiệt á. Tại vì cái xe này cái bô nó cao. Em thấy cái bô xe của xe này không? Nó rất là thấp ha. Còn xe này em nhìn xuống đi, bô xe cao không? Cao. Đúng rồi, bô xe cao thì là mình chạy được qua vũng nước sâu hơn. Nó na vậy thôi. Ủa nhưng mà em đi cà phê sao về sớm vậy? Anh thấy đi em đi chơi về rất là sớm nha. Vậy là em đi chơi từ lúc mấy giờ? Hồi chiều đi từ lúc mấy giờ? Tầm bữa em đi tầm 5 giờ hoặc là 6 giờ. Nếu vậy thì cũng phải chơi tới 9-10 giờ vậy chứ, tầm 8-9 giờ em về mất tiêu rồi. Không vui hả? Đi chơi không vui hả? Em đi gái ngoan. Có bao giờ đi chơi về khuya chưa? Nếu mà em có đi cùng anh chị em thì có đi dắt tối. Còn nếu mà em đi chơi với bạn bè thì em sẽ về sớm. Ví thử như anh mặc cái áo bi này nó có hai loại, một loại là áo này với một loại là áo khoác nữa. Phải anh mặc loại áo khoác anh cho em mượn cái áo đó rồi, nhưng mà rất tiếc anh mặc áo này tại anh thấy nóng quá. Em mặc áo tay cục hả? Ô, hôm nay mặc váy nữa, giờ mới để ý lạnh phải rồi. Trời ơi, ông dưới cái bọc mà không chạy khí thế vậy? Không biết luôn. Không biết luôn. Nhưng mà nó quạt nó vũ dữ lắm mà ta, sao không biết được ta? Chắc tại không nghe được á.
chạy nhanh quá, chạy nhanh quá không nghe được đâu. Tính ra là em mới đi cà phê về cho nên anh không dám rủ đi uống trà sữa. Sao vậy? Thì em mới đi uống nước về, không lẽ rủ đi uống nước nữa. Khùng hả? Em sẽ chửi anh là anh bị hâm à. Không có. Chứ sao? Mà hồi nãy cà phê với ai? Em á. Em đi cà phê với bạn em. Em mới làm quen được. À, vậy sao không kêu bạn đó trở về luôn trời. Mình làm quen thì mình phải là làm quen cho nó tới chứ. Làm quen vậy nó hơi nửa mùa nha. Cái bạn nam kia nhà ngược hướng à. Không, em đi với bạn nữ. Trời ơi, em nói mới làm quen được, anh tưởng đâu là em mới đi kiểu xem mắt á. Đi chụp hình nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Hèn gì anh thấy em hôm nay em má ửng hồng được. Là chụp trong cái quán cà phê luôn. Dạ. Cái quán nó đẹp ha. To đùng. Nhưng mà em kêu anh nhiều nhiều hơn được không? Tại vì 500 ngàn to lắm. Chứ em mà kêu lắc nhắc như vậy thì chắc phải cả tháng anh mới em mới chạy hết 500 ngàn luôn á. Mai kêu tiếp nha. Hay là lát kêu tiếp luôn. Không mấy giờ. Lát kêu tiếp luôn. Lát đi đâu? Để suy nghĩ đó. Để suy nghĩ hả? Yên tâm, những cái cuốc xe mà kêu trong ngày lần thứ 2, thứ 3 á là còn giảm sâu nữa. Ví dụ như là bình thường là giảm 25% thì em kêu thêm cuốc trong ngày nữa là giảm 30%. Kêu cuốc thứ 3 thì giảm 35%. Ghê không? Anh cứ giảm như thế em đi nhiều là phải rồi. Ờ, nhưng mà anh có thấy em đi đâu. Rồi. Nhớ nha, mai phải kêu đi đâu là phải kêu anh đó nha. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà trời mưa không kêu anh cũng đúng, tại anh đi xe máy. Nhưng mà đến luôn về em vẫn kêu anh đấy thôi. Thì là về tạnh mưa nè. Nói dạ. Chung á là tụi mình gặp nhau là cũng phải cảm ơn ông trời. Không phải tụi mình gặp nhau nữa, mà là anh được gặp lại em là cũng cảm ơn ông trời. Còn em đâu có lý do gì gặp lại anh đâu đúng không? Đâu, em không có xe về, em phải có lý do là gặp anh ở đó. Ghê thiệt chứ. Em có dự định học bằng lái xe hay gì chưa? Thôi, sợ té lắm. Sợ té lắm hả? Nếu với vậy cả ở đây em thấy xe máy đông quá trời. Em đâu có thể chen vào được đâu. Nguy hiểm lắm. Thôi cứ bây giờ nói chung bất cứ khi nào xe ôm cũng có hết á. Và riêng anh nha, em có điện trước 15 phút là anh có mặt. Dạ. Em ăn tối rồi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Uống ngộ ha. Sao á? Cái chỗ kia đường cô đang có đang ướt. Ở Sài Gòn này vậy á, cứ nó mưa theo quận chứ nó cũng không mưa hết đâu. Là nó mưa chỗ này mà nó không mưa hơn chỗ kia không? Đúng rồi. Sắn chết kìa. Như nè, tới đây em thấy khô rang không? Không. Em tưởng nó mưa là mưa hết nguyên một vùng luôn chứ. Anh có một lần ha, anh đứng ngay ranh giới của cái đường mưa luôn. Có nghĩa là đứng đây là không mưa, bên kia mưa. Trong tầm mắt luôn á. Lần đó thấy. Có nhảy qua bên không mưa để đứng không? Kiểu đưa tay ra hứng hơi chứ cũng không đến mức nhảy qua. Gặp em chắc em nhảy qua ai quá hả? Khí hậu bên Hàn Quốc với Việt Nam em thấy bên nào ok hơn? Em á, em thấy ở đâu nó cũng vừa nóng vừa lạnh hết. Em thấy ở đâu cũng thế hả? Nhưng mà ở bên Hàn Quốc em thấy nó lạnh hơn. Do bên đấy có tuyết. Còn ở Việt Nam thì em ở đây em chưa thấy tuyết. Ở đây, ở Sài Gòn là không bao giờ em thấy tuyết luôn. Nếu ở Việt Nam mà để có nói mà có tuyết á là em phải ra Tây Bắc.
chỉ 1-2 ngày à, chứ nó không xuất hiện lâu. Mà tuyết cũng không phải là kiểu rơi trắng xóa như bên Hàn Quốc đâu, nó rơi có một tí à. Nhưng mà thấy em hôm nay có vẻ hơi buồn buồn ít nói ha. Lạnh quá. À, do lạnh hả? Đúng rồi. Thường thường anh chạy xe này đến khi nào anh mới gửi? À, tầm 10 giờ tối. 10 giờ? À. Đi về trễ. Ở Sài Gòn 10 giờ là sớm hết chứ. Sài Gòn 10 giờ vẫn đông nghẹt à. Em ở Sài Gòn này mới, chứ em ở một thời gian rồi, em cũng quen cái lịch sống ở đây à. Là em sẽ đi chơi vào lúc 7 giờ, xong là 8, 9 giờ bắt đầu chơi. Chơi tới 11, 12 giờ mới về. Làm gì ở Sài Gòn? Đi học hay là làm gì? Em á, em học với cả ở chơi thôi. Thích ha? Dạ. Ở chơi thôi. Xe đông quá trời. À, đông. Ở đây đỡ em vào trung tâm kìa. Em có đi phố đi bộ Nguyễn Huệ đồ gì chưa? Em chưa. Chưa luôn hả? Sao không qua đó chơi ta? Anh thấy thường thường ai lên Sài Gòn thì cũng phải qua đó đầu tiên hết á. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nó giống như là một cái chỗ mà trung tâm đi bộ của thành phố vậy á. Sao? Ừ, tới đó là nó dài cả cây số á, nó to lắm. Em đi bộ để chơi với bạn bè này kia thoải mái, chụp hình cũng đẹp. Để khi nào em đi em gọi anh đi cùng. Em gọi anh chở hay là em kêu anh dắt em đi chỉ chỗ cho em? Chứ thì anh chở em đến đó rồi thì sẵn anh đi vòng vòng với em. Xong anh chở em về. Đúng rồi. Ồ, hợp lý. Mày đi chơi với anh em có ngại không? Mấy bữa đó anh sẽ mặc cái áo đẹp đẹp chút xíu ha. Anh mặc gì mà không được đâu. Nhưng mà mặc áo này anh sợ em ngại á chứ. Có gì đâu mà ngại. Ở bên ở đây là người ta ngại, ở đây là kiểu là người ta sẽ nhìn em với ánh mắt là không phải nhìn em mà nhìn tụi mình á. Sao là một cái thằng xe ôm lại có thể dắt một em gái xinh đẹp như vậy đi chơi, kiểu vậy á. Ai? Ai nói như thế? Cái cảm nhận của anh thôi. Dạ, anh cảm nhận sai rồi đấy. Không, khi mà mình ngồi trên chiếc xe như thế này nha, thì với cương vị anh chỉ là một người tài xế thôi, em là một người khách hàng, người ta nhìn vô là người ta đánh giá như vậy. Nhưng mà khi mà không ngồi trên xe, ví dụ như tụi mình ra phố bộ Nguyễn Huệ đi, cái anh cùng em đi dạo đi, người ta sẽ nhìn anh với ánh mắt là adu, sao thằng này có thể đi dạo cùng với một em xinh thế này. Thế em hỏi anh này nha. Hỏi đi. Ví dụ như anh ra phố đi bộ mà anh thấy cái anh nào khác cũng là mặc đồ xong rồi như anh bây giờ thế này, xong rồi nắm tay một cô gái xinh đẹp nào khác thì anh sẽ nghĩ gì? Anh adu liền, adu, thằng này võ công cao. Đấy là một lời khen hay là như thế nào? Đối với anh thì là thấy vui vui thôi, cũng không phải là khen, cũng không phải là chê. Kiểu là mình không biết gì về người ta thì mình thấy người ta chơi thì mình cũng chơi thôi, vậy thôi. Vậy thì anh ngại làm gì? Nhưng mà cũng sẽ suy nghĩ giống như anh thôi, anh có gì đâu mà. Mà dưới góc nhìn nhiều người thì nó lại ra cái ý nghĩ khác. Kệ người ta. Kệ người ta đi ha. Mình đi chơi vui là được. Kệ người ta. Mình vui là được rồi. Hình như trời sắp mưa. Gần về đến nhà rồi. Nói chung là anh may mắn lắm. Sao không vậy? Phải may mắn mà là
chở em về tới nhà là trời mưa xối xả. Lúc đó là mình anh ước thôi, nỗi đau này mình anh nhận thôi. Nhưng mà như vậy thì em đừng có sợ, mà cứ kêu anh nhiều vào nha. Có mưa thì anh sẽ lấy áo mưa cho em mà. Vâng. Ờ, không ướt đâu. Mặc áo mưa vô không có bị lạnh nha. Em lạnh nhưng em mặc áo mưa vào là hết lạnh. Với lại á, đi trên đường về á, mà có muốn làm gì nè, ví dụ như muốn uống trà sữa, muốn ăn kem, muốn làm gì á, cứ nói anh sẵn sàng gọi là cắt hành trình chở em về để đi với em, không phát sinh tiền thêm đâu. Có nhiều bạn ngại á, không dám nói. Ví dụ như ghé mua đồ hay là đi đâu á, sợ tài xế tốn thời gian á, không dám nói. Nhưng mà anh thì trường hợp đặc biệt, em cứ thoải mái. Ok. Em có muốn thoải mái luôn không? Ví dụ như là muốn tạt ngang hay uống trà sữa hay gì? Thôi mưa rồi, để hôm khác. Để hôm khác đi, em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ vậy. Trời ơi, trả lời thẳng như ruột ngựa trời. Ông trời đang cố nín lại, nói là tụi bay đi lẹ đi để tao còn mưa. Có khi em về đến nhà xong rồi anh cũng không bị mắc mưa đâu. Vậy giờ muốn ông trời tạnh mưa thì trừ khi là em làm như thế nào? Tiếp tục đi. Giờ em muốn đi đâu nữa? Tranh thủ. Thôi mưa luôn rồi kìa. Số máy anh quên rồi ta. Số máy anh quên rồi. Sao cơ? Số nhà bao nhiêu? Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ núp dưới bóng cây. Rồi tạnh mưa dạ. Luôn đây. Cho dừng chúng với gốc cây. Ui hư quá, để mời lấy cái cưa, anh cưa cái gốc cây này đi. Em chúng rồi anh mới nói. Tính ra cũng giống gái Việt Nam á chứ, khi mà con trai mà lỗi cái là mắng luôn. Ê, cái tiền thối anh vẫn chưa có á, cứ để đó nha. Để đó đi. Ok, vậy đi, mai đi đâu nhớ kêu anh nha, để cho trừ cái tiền đó lẹ lẹ, chứ anh không có thích cảm giác thiếu nợ người ta đâu. Cũng hên trở về tới nhà mới mưa á, mình vô đây mình mặc áo mưa cái. Vô đây có mấy gốc cây to nè. Cảm ơn anh em đã xem clip này của mình, anh em nào thích thì để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ GoGoTV nha, và đón xem clip tiếp theo. Bye bye anh em.